nhóm người đến bán giấy chứng nhận bảo trì điện với giá chỉ 100.000 đồng cho một năm cho tất cả các thiết bị điện trong gia đình cùng những điều khoản có lợi cho người mua. Thế nhưng sau khi thiết bị xảy ra hư hỏng thì họ không thể nào liên lạc với công ty trên. Vậy thực hư gần 700 giấy chứng nhận bảo trì trên là gì? Phóng viên ANTV tại Cà Mau đã đến huyện Đầm Rơi, nơi có nhiều người dân mua giấy chứng nhận này. Để tìm hiểu về việc trên, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân tại Cà Mau đã đến xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi. Anh Phạm Ngọc Hiển, chú tại ấp Tân Hùng, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi cho biết, vào đầu tháng 4, có một người phụ nữ đi cùng cán bộ ấp đến bán giấy chứng nhận bảo trì điện gia dụng. Với điều khoản, nếu thiết bị hư hỏng, sẽ được trả 50% phí sửa chữa và 100% nếu bị hư hỏng hoàn toàn. Nhưng khi bộ áp ly bị hư, anh Hiển gọi số điện thoại cửa hàng bảo hành thì họ cho rằng không có số điện thoại này. Cái điện là nó bảo là nói anh ơi đóng số rồi. Đó, như vậy là tôi mới nói là em gì là em có phải là bên công ty của chị bên điện không? Nó bảo là không phải, nhưng em đang ở Đồng Nai, không phải. Như vậy là tôi mới lấy cái số điện thoại khác gọi điện lại thì nó bảo là nói tôi cho hỏi là em có phải là bên công ty của chị bên điện không? Nói anh ơi không phải, nhưng mà em ở đang ở Cà Mau. Cũng tương tự như trường hợp của anh Phạm Ngọc Hiển, chị Phạm Thị Diễu, chú tại ấp Tân Hùng, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi, cũng mua giấy chứng nhận bảo trì điện gia dụng. Và khi chiếc TV của nhà chị bị hỏng thì cũng không thể nào liên lạc được với công ty bảo hành và đành phải bỏ tiền mang ra cửa hàng để sửa chữa. Cả tháng rồi mới sửa rồi mới liên hệ chảnh máy đậu thì nói đúng số rồi. Nó dạy bữa xuống cái sau này điện cái mà không liên lạc được. Rồi sau nó điện số khác thì nói mà lộn số rồi chị ơi. Được biết, tại xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi, có hơn 60 hộ đã mua giấy chứng nhận bảo trì điện gia dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ công nghệ Phát Minh, có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả xác minh, hiện nay trên địa bàn huyện Đầm Rơi có gần 700 hộ gia đình mua giấy chứng nhận bảo trì như thế, và hình thức này mới lần đầu xuất hiện trên địa bàn. Những đối tượng lưu trên đó thì nhân viên xuống địa bàn huyện giới thiệu là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn để bán bảo trì điện và cũng đến xã để nhờ xã giới thiệu xuống ấp, xuống trưởng ấp và công an các ấp để đến địa bàn để bán thiết bị điện cho các hộ dân. Đó, thì nếu bán mỗi một người dắt đi bán trong một ngày thì hưởng được 150 đồng, hoặc là nếu như bán mỗi hộ thì như vậy, với Mark là một nhân viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn, các đối tượng đã thực hiện rất nhiều hợp đồng bán giấy chứng nhận bảo trì. Nhưng khi xảy ra sự cố thì không thể nào tìm được người chịu trách nhiệm. Vậy tại sao người dân ở các vùng sâu, vùng xa lại có thể dễ dàng tin tưởng khi mua loại giấy chứng nhận trên? Và cơ quan chức năng đã nói gì về vụ việc này? Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh trong phóng sự sau. Chuyển sang phần